Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa. Vì vậy, các hình thái thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc thường xuyên xuất hiện. Tại Lai Châu, trận mưa đá vừa xảy ra đã gây ra nhiều thiệt hại về người, về nhà, hoa màu cho người dân. Cụ thể, khoảng 19 giờ tối ngày 25 tháng 4 tại thành phố Lai Châu và các xã lân cận thuộc hai huyện Tam Đường, Phong Thổ của tỉnh Lai Châu đã xuất hiện mưa đá diện rộng. Mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, đường kính hạt đá trung bình từ 1 cho đến 3 cm, tầm suất rơi khá dày. Theo người dân, đây là đợt mưa đá thứ 3 xảy ra trên địa bàn kể từ đầu năm cho đến nay, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Bước đầu ghi nhận mưa đá gây thiệt hại về cây cối, hoa màu của người dân, làm vỡ ngói và hư hỏng nhiều phương tiện, thiết bị, đồ dùng để ngoài trời.